thực hiện giáo dục tôn giáo, cầu nguyện thế giới ổn định hòa bình. Làm thế nào nâng cao hiệu suất trong việc giao lưu văn hóa tôn giáo, lấy kinh nghiệm tứ nhất pháp xúc tiến việc hài hòa, khoan dung cho xã hội. Tình Không Lão Pháp Sư Chủ Giảng Ngày 17 tháng 9 2018 Tại UNESCO Paris Pháp Quốc Kính thưa ông Tổng Cán Sự Azule, bà Chủ tịch Đại hội Aloe, Chủ tịch Cục Chấp hành Lý Bỉnh Huyền, chư vị Đại sứ, chư vị quan khách, quý bà, quý ông, Xin chào mọi người. Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh có thể ngồi đây cùng mọi người tham thảo thoại đề về việc giao lưu văn hóa, giao lưu tôn giáo, xuất tiến hòa bình cho thế giới. Bắt đầu từ năm 2006, Chúng tôi đã thường xuyên tổ chức hoạt động tại UNESCO. Đến nay đã 12 năm rồi. Hôm nay nhìn thấy nhiều bạn cũ và những gương mặt mới ngồi tại đây, đều cùng nhau quan tâm chủ đề liên quan đến vận mạng của nhân loại. Tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Cuộc đối thoại trong việc giao lưu văn hóa, giao lưu tôn giáo là công việc đang nỗ lực của nhiều nhân sĩ chức trách thế nhưng có một số người nghi ngờ hiệu quả của nó họ cho rằng những cuộc đối thoại kia chỉ nói mà thôi thiếu hành động thực tế làm thế nào mới có thể nâng cao hiệu suất việc giao lưu văn hóa và tôn giáo. Ngõ hầu sản sinh tác dụng cho việc xúc tiến xã hội hài hòa. Đây chính là yếu điểm mà tôi muốn chia sẻ cùng với mọi người. Phương pháp mà tôi giới thiệu là Tứ Nhất Pháp. Từ năm 1998, Tôi đã đẩy mạnh việc đoàn kết tôn giáo tại Singapore. Chúng tôi đã đoàn kết chính tôn giáo lớn tại Singapore, tương thân tương ái như người trong một nhà. Chính phủ Singapore đã biểu dương thành tích của chúng tôi. Một vị bộ trưởng cao cấp của Singapore hỏi tôi, Hội Liên nghị Singapore của chúng tôi đã cố gắng hết 50 năm nhưng chưa thấy đạt được hiệu quả tốt đến mức như vậy thầy làm như thế nào tôi trả lời ông ấy tôi dùng tứ nhiếp pháp người với người cần có sự giao lưu thường xuyên tăng trưởng sự hiểu biết và tình hữu nghị với nhau như vậy vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết sợ nhất là không chịu qua lại với nhau rồi cùng tô đậm sự hiểu lầm với nhau sự quan hệ sẽ dễ trở nên xấu tệ tứ nhất pháp là phương pháp xúc tiến việc qua lại giao thế với nhau sau đây xin lấy điển hình của singapore giới thiệu sơ lược về tứ nhất pháp thứ nhất là bố thí Chủ yếu là thường tặng quà, thường mời khách để kéo khoảng cách xích lại gần nhau. Khi tôi đến Singapore, trước tiên tôi thăm viếng các tôn giáo lớn, kính tặng mỗi tôn giáo 100.000 tiền sinh hỗ trợ sự nghiệp từ thiện của họ. Món quà lớn này đã khiến họ mến trọng chúng tôi. Sau đó chúng tôi có nhiều cơ hội giao lưu qua lại. chúng tôi thường tặng quà mời khách qua lại với nhau tăng trưởng tình hữu nghị đôi bền thứ hai là ái ngữ chỉ nói những lời ôn hòa mềm dịu nói những lời thật sự quan tâm đối phương đây cũng là lời đối phương thích nghe vui vẻ đón nhận giữa tôn giáo với nhau cần có sự tán thán lẫn nhau tránh mọi thứ phê bình giữa tôn giáo với nhau kỳ nhất là lôi kéo tín đồ của nhau Do đó chúng tôi tán thán mỗi tôn giáo đều là hạng nhất, không có hạng nhì. Tùy theo ý nguyện của mỗi người, tín ngưỡng tôn giáo nào cũng tốt. Không nên lôi kéo tín đồ của tôn giáo khác. Thứ ba là lợi hành. Tất cả việc làm đều có lợi ích cho người khác, giúp đỡ cho người khác có một lần, có một tôn giáo tại Singapore cần một số tiền để lập trường học. Bởi vì người chủ của trường học mà đang thuê mướn cần bán nó đi. Nên họ cần phải mua trở lại. Số tiền này trọi hơn số tiền trong phạm vi mà chúng tôi có thể trao tặng nên chúng tôi không có khả năng giúp họ do đó chúng tôi phát động việc bán hàng gây quỹ phối hợp các tôn giáo thính mời các quan viên địa phương cùng nhau tham dự trong một ngày gây quỹ số tiền thu nhập vượt hơn số tiền mà họ cần thiết chúng tôi đem toàn bộ sự thu nhập này giao cho tôn giáo cần thiết đó giúp họ giải quyết vấn đề thứ tư là đồng sự mọi người đều có cùng một mục tiêu cùng là một sự nghiệp sau khi chính tôn giáo lớn của singapore đoàn kết với nhau nguyện vọng chung của mọi người là mong xúc tiến việc đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới Năm 2006, thì chúng tôi tổ chức Phật đảng tại UNESCO. Đại biểu của chính tôn giáo lớn Singapore lên sân khấu, tay nắm tay, cùng nhau vì hòa bình của thế giới cầu nguyện, đã làm cảm động những người tham dự việc tổ chức dương ngoạn là một phương pháp rất tốt cho việc đoàn kết tôn giáo tôi đã từng cùng đi với các đại biểu tôn giáo của singapore thăm viếng trung quốc bình thường các lãnh tụ tôn giáo họ rất bận rộn rất ít có cơ hội gặp gỡ nhau cho dù gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ trong một hai tiếng đồng hồ mà thôi khó mà đàm luận sâu vào Tổ chức đi du ngoạn thì khác. Mỗi ngày suốt từ sáng đến tối, có thể nói với nhau rất nhiều. Có rất nhiều cơ hội cùng hiểu nhau, học hỏi lẫn nhau. Một lần cùng đi du ngoạn xong, mọi người đều trở thành bạn thân. Vào năm 2001, tôi nhận lời mời của Bộ Di trú và Bộ trưởng Đa Nguyên Văn Hóa của Úc Châu là ông Hon Philip Raddock di dân đến nước úc để trợ giúp chính phủ úc đoàn kết tôn giáo đoàn kết quần tộc tôi ở thành phố Tuwamba tiểu bang queensland của úc làm hai công việc này tôi cũng áp dụng tứ nhiếp pháp mười mấy năm qua chúng tôi đã thành công đoàn kết mười mấy tôn giáo của Chuwamba những năm gần đây chúng tôi mỗi năm đều đến UNESCO phúc trình thành quả về công tác hài hòa ở Chuwamba vào tháng 3 năm ngoái có chính vị đại sứ của UNESCO đến tham vấn Chuwamba họ đã đích thân chứng kiến không khí hài hòa nơi địa phương này. Tôi xin báo cáo đến đây, hy vọng Tứ Nhất Pháp có thể giúp nâng cao hiệu quả cho việc giao lưu văn hóa, đối thoại giữa tôn giáo với nhau. Ngõ hầu có sự cống hiến cho việc xuất tiến thế giới hòa bình hài hòa khoan dung xin cảm tạ mọi người